Trịnh Sảng, Angela Baby. Hai chiếc nhan sắc dù có bay màu khỏi Cbiz vẫn làm bao người thương nhớ. Trịnh Sảng phong sát bao năm vẫn hot, đỉnh lưu hàng thật giá thật sơ hở là leo hot search. Nhan sắc xinh đẹp xứng đáng là bạch nguyệt quang đời đầu trong lòng khán giả. Angela Baby không có diễn xuất vẫn nổi dần dần nhờ sở hữu nhan sắc vạn người mê. Bị phong sát làm bao người tiếc nuối, may mắn được trở lại đã lập tức làm CNET điên đảo vì quá đẹp. Bên cạnh diễn xuất thì nhan sắc là điều không thể thiếu của dàn mỹ nhân hoa ngữ. Dù cho có diễn không hay, nhưng chỉ cần đẹp là những Trịnh Sảng, Angela Baby vẫn làm bao người thương nhớ. Cả hai mỹ nhân đều từng vướng qua drama, Trịnh Sảng thì đã bị phong sát, Angela Baby bay màu một thời gian. Nhưng điểm chung của hai nàng tiểu hoa này đó là nhờ có nhan sắc xinh đẹp nên khán giả vẫn không ngừng tiếc nuối, nhớ mong. Với Trịnh Sảng thì khả năng cô quay lại showbiz bằng không rồi. Ồn ào với Trương Hằng đã khiến nữ diễn viên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Fan của Trịnh Sảng vẫn còn, vẫn rất ủng hộ cô. Khán giả vẫn nhớ tới hình ảnh và những vai diễn khi xưa của Trịnh Sảng, thậm chí rất yêu thích nét đẹp thanh thuần của nàng tiểu hoa. Một điều khiến nhiều người phải bái phục Trịnh Sảng, đó là dù cô đã bay màu khỏi showbiz, song lâu lâu vẫn lên hot search quậy đục nước Weibo. Mới đầu năm nay thôi, Trịnh Sảng đã trở thành người mở bát drama đầu năm trong giới Cbiz, tên của cô lại lần nữa gây bão trên hot search. Cũng nhân dịp cái tên Trịnh Sảng gây chú ý trở lại, netizen lại được fan tiếc nuối cho nhan sắc của cô nàng. Dù nói nàng bối VV bản truyền hình có diễn xuất tệ, nhưng về ngoại hình thì khó có thể chê. Từ trên phim cho đến ngoài đời, Trịnh Sảng đều xinh đẹp xuất sắc. Chẳng thế mà những hình ảnh của Trịnh Sảng tại các sự kiện năm xưa như đêm hội Weibo mỗi năm được dân mạng đào lại một lần, so sánh với dàn mỹ nhân hiện tại và tiếc nuối vì Trịnh Sảng vẫn quá đẹp. Bên cạnh Trịnh Sảng thì Angela Baby chính là mỹ nữ làm nhiều người tiếc nuối khi bị ẩn khỏi giới giải trí. Chỉ vì một lần lầm lỡ đi xem Lisa ở club mà Angela Baby nhận về kết đắng khi mất vài tháng không được xuất hiện trong showbiz. Nữ diễn viên đã phải nằm im thở khẽ, chờ đợi tới ngày được trở lại. Nói về quãng thời gian Angela Baby bị hạn chế, fan lẫn người qua đường đều không khỏi lo lắng và tiếc nuối cho cô. Mặc dù nữ diễn viên đóng phim cũng dở như Trịnh Sảng, nhưng được cái cô đẹp. Chỉ cần vài sự kiện Angela Baby không xuất hiện thôi, cũng đủ thấy nhan sắc của cô quan trọng thế nào. Hàng loạt thảm đỏ cuối năm diễn ra khiến người xem cảm thấy thiếu thiếu vì bớt đi một mỹ nhân. May mắn cho Angela Baby là sau Tết thì cô cũng đã chính thức trở lại giới giải trí. Lệnh hạn chế dành cho nữ diễn viên đã được gỡ bỏ. Dù vậy, Angela Baby vẫn chưa xuất hiện công khai tại bất kỳ sự kiện nào ở trong nước. Cô chỉ tham gia một vài hoạt động ở Hàn, nhưng như đó thôi cũng đủ chứng minh nhan sắc đẳng cấp của nữ diễn viên. Tham gia sự kiện tại Hàn, loạt tạo hình xinh đẹp, sang chảnh của Angela Baby đã làm cư dân mạng xứ Trung phải mê mẩn. Các blogger cũng dần dần chia sẻ hình ảnh của cô và nhận về lượng tương tác khá cao. Ngoài ra, Angela Baby trước đó còn lên tạp chí nước ngoài. Nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên đúng là khó ai so bì được. Bảo sao mà vắng bóng vài tháng thôi, netizen đã đứng ngồi không yên rồi.